Theo Sở Công Thương Hà Nội, ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn thành phố khoảng 40.900 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2023. Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp trên địa bàn đã xây dựng kế hoạch khai thác hàng hóa phục vụ Tết năm 2024, tăng trung bình từ 7 đến 25% tùy từng mặt hàng, sẵn sàng phục vụ nhân dân. Trong đó, tỷ trọng hàng Việt Nam, nhất là hàng nông sản đặc trưng của các địa phương, sản phẩm ô cốp chiếm khoảng 90% đánh giá cao công tác chuẩn bị về nguồn cung hàng hóa Tết 2024 từ sớm. Đồng thời, có những chương trình khuyến mại cũng như đưa hàng về vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp. Tại cuộc làm việc giữa Bộ Công Thương với Sở Công Thương Hà Nội về công tác đảm bảo hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đại diện vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương Hà Nội tiếp tục chủ trì phối hợp với các sở ban ngành về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cũng như đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên thị trường theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả các mặt hàng thiết yếu đồng thời triển khai chương trình bình ổn thị trường tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường tập trung vào các mặt hàng được tiêu dùng nhiều nhất trong dịp tết